Xin chào tất cả quý học viên. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mảng kiến thức giải phẫu liên quan đến chủ đề thanh quản, khí quản, phế quản và chung khu thần kinh điều hành hô hấp. Nội dung video ngày hôm nay, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về ba mục chính thanh quản, phần thứ hai sẽ nói về khí và phế quản, và phần cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu về chung khu thần kinh điều hành hoạt động hô hấp. Chúng ta đến với phần đầu tiên là giải phẫu vùng thanh quản. Trước hết, chúng ta sẽ xem cái vị trí đối chiếu và giới hạn của thanh quản theo các đốt sóng. Như vậy thì giới hạn trên của thanh quản sẽ ngang ở mức đốt sóng cổ C2 và giới hạn dưới của thanh quản sẽ ngang mức ở đốt sóng cổ C6. Thì vị trí của thanh quản đó nó thuộc về hệ thống ống dẫn khí của hệ hô hấp và cụ thể đó là hệ thống hô hấp trên. Đây là cái hành trình của không khí khi đi vào cơ thể chúng ta. Thì đầu tiên không khí sẽ đi vào trong cái ống mũi, sau đó không khí sẽ đi vào cái hầu, thì lần lượt sẽ đi qua vùng hầu mũi, hầu miệng, sau đó sẽ đến hầu thanh quản và sẽ đi vào trong cái phần thanh quản để có thể tiếp tục đi xuống cái vùng màu vàng này, chính là khí quản. Như vậy cái vị trí của thanh quản trong cái chặng của hô hấp đó là nơi chuyển tiếp nằm giữa hầu và khí quản. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về hình thể ngoài của thanh quản. Thì khi nhắc đến cấu tạo của thanh quản, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một cái keyword, đó chính là sụn. Bởi vì thanh quản chỉ được cấu tạo bởi một xương nhất thôi, đó chính là cái xương móng. Còn lại, cái phần cứng của thanh quản thì hầu hết nó là sụn. Thì chúng ta đến với cái sụn đầu tiên, mang cái hình dạng của một cái tấm áo giáp của chiến binh La Mã. Cái sụn màu xanh này chính là sụn giáp. Ở sụn giáp có một cái chi tiết cũng rất là thú vị, đó là cái lồi thanh quản ở chỗ này. Khi mà bé trai bước vào cái giai đoạn dậy thì đó, thì dưới tác dụng của những hormone sinh dục sẽ làm cho cái lồi thanh quản này nó gặp góc và nó lồi ra phía trước nhiều hơn so với những bé gái. Cái chi tiết này nó tạo nên cái đặc điểm sinh dục phụ thứ phát, nó gọi là trái cổ hay là trái táo Adam ở những bé trai bước vào giai đoạn dậy thì. Sụn tiếp theo chúng ta tìm hiểu nằm phía dưới cái sụn giáp có màu tím chỗ này, đây là sụn nhẫn. Sụn này nó được đặt tên một theo cái hình dạng của chiếc nhẫn, nhưng mà để hiểu rõ thì chúng ta phải hiểu đây là một chiếc nhẫn cà rá, một chiếc nhẫn hột xoàn. Thì chiếc nhẫn này đó, cái mặt của chiếc nhẫn này nó quay về phía sau, do đó nếu mình nhìn từ phía sau mình mới thấy rõ ràng là giống cái nhẫn, thì đây chính là cái mặt của chiếc nhẫn. Một cái sụn thứ ba màu vàng mình chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng nếu mình nhìn từ phía trước, còn nếu mình muốn thấy hết trọn vẹn mình phải nhìn từ phía sau, đó chính là cái sụn nắp. Sụn nắp chính là cái nắp của thanh quản. Khi chúng ta nuốt thì sụn này nó sẽ gập xuống và nó đóng kín cái thanh quản để lại thức ăn không có đi vào trong cái đường hô hấp của chúng ta. Nếu nhìn từ phía trước thì sẽ có hai sụn chúng ta không thể nào thấy được. Đó là cái sụn phễu, và nằm phía trên sụn phễu là sụn sừng. Thì hai sụn này nó núp hoàn toàn ở đằng sau cái sụn giáp. Chính vì vậy chúng ta không nhìn thấy được từ phía trước. Sụn cuối cùng là một sụn khá bé, đó chính là sụn tóc màu đỏ đây. Như vậy là ở đây chúng ta có ba sụn đơn là sụn giáp, sụn nhẫn và sụn nắp. Ba sụn đôi là sụn phễu, sụn sừng và sụn tóc. Sụn đôi nghe nó có hai sụn nằm ở hai bên. Như vậy là chúng ta vừa mới liệt kê về các cái sụn tham gia cấu tạo nên thanh quản. Như vậy phải có những cái cấu trúc nối giữa những cái sụn này lại với nhau, thì những cấu trúc đó ta gọi là màng. Thì chúng ta có cái màng đầu tiên, đó là cái màng giáp móng, thì người ta đặt tên theo cái vị trí nó nối thôi. Cái màng này nó sẽ nối từ cái sụn giáp đến cái xương móng của chúng ta.